Xin chào các bạn. Nào, mời các bạn vào cuộc họp với cô Hằng nha. Hello everyone, it's me here. Today I'm going back to show you more knowledge about the way of telling about your working and studying experience. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với cô Hằng trong chủ đề về kinh nghiệm làm việc học tập này. Đương nhiên là bằng tiếng Anh rồi, vậy bây giờ mời các bạn vào học với cô nha. Xin chào. Vẫn chưa thấy ai. Okay, so today I'm going to make a medium video about ways to show about your working and studying experiences and for some kinds of the previous jobs that you have joined. Trong phần này thì chúng ta sẽ nói về một số cái được gọi là phần previous jobs, một số nghề nghiệp trước đây mà các bạn đã nói. Vậy nó giống như là phần nói về một resume, một cái sơ yếu lý lịch của mình nè. Mình sẽ có công việc là gì, học tập là gì. Đấy, chủ yếu là phục vụ cho công việc của các bạn, đúng không ạ? Và nếu bạn nào mà đang có ý định đổi việc sau mùa dịch thì các bạn sẽ học cái chủ đề này với cô là trúng chắc luôn. Rồi nào, mời mọi người vào học với cô Hằng nha. Xin chào mọi người ạ, mọi người đã nhìn thấy cô chưa ạ? Hi. Okay, so you know that when you have worked in some companies, you are going to accumulate some of their work experience and some of their knowledge that you can learn and acquire from the job. Khi mà các bạn đã làm qua một vài công ty, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ tích lũy được rất nhiều job experience and knowledge, kể cả là về kinh nghiệm làm việc cũng như là knowledge, kiến thức của mình. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học để xem là cái phần này chúng ta sẽ nói như thế nào trong tiếng Anh nha. Các bạn sẽ đợi một chút xíu nhé, để theo đó mọi người vào cùng vào học thì chúng ta sẽ học với nhau. Rồi, đợi một chút đã, để cho mọi người cùng vào đã. Cô vẫn chưa nhìn thấy ai. Hi, mọi người đã nhìn thấy cô chưa? Hello. Xin chào mọi người, vào học với cô nào. Xin chào, mọi người đã nhìn thấy cô chưa ạ? Để xem mọi người đã nhìn thấy cô chưa đã. Okay. Okay, so if you see me, please leave the comment below. Các bạn ơi, nếu mà các bạn đã nhìn thấy cô rồi thì các bạn để phần comment ở bên dưới để cô nhìn thấy các bạn nào. Chưa nhìn thấy ai cả. Hay là cái này, cái máy này của mình mạng bị lag nhỉ? Chắc là chúng ta sẽ phải đợi một chút xíu đúng không ạ? Đây, ok rồi, bây giờ cô đã nhìn thấy một bạn đây rồi. Ok, các bạn ơi, vào học với cô đi ạ. Chúng ta sẽ đợi trong vòng 1 phút nữa là chúng ta sẽ bắt đầu nha. Xin chào mọi người, vào học với cô nào. Ok, we are going to have some speech about saying about your job and working experience, some of the previous jobs, some of the previous certificate that you have accumulated through the time you learn at the universities or the colleges. Hôm nay chúng ta sẽ nói cả về cái phần là bằng cấp của mình này. Ví dụ như là hiện tại bây giờ các bạn đã học qua bao nhiêu trường lớp rồi, có những cái phần certificates nào rồi. Đấy, trong quá trình mà chúng ta học chúng ta đã tích lũy được kiến thức gì. Hôm nay chúng ta cũng sẽ nói về chủ đề đấy nha. Xin chào mọi người, vào học với cô đi nào. Rồi, ok. Good afternoon everyone. Good evening, good afternoon, good morning. Đây là một số cách chào khác nhau đúng không ạ? Rồi, ok, nào vậy bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với các bạn nha. Các bạn đã nhìn được cô chưa ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. So now we are going to get down to business with the topic today. We are going to talk about the working and studying experience in your life. Bây giờ chúng ta sẽ nói về kinh nghiệm làm việc cũng như là học tập của chúng ta nha. Khi mà các bạn muốn đến phỏng vấn xin việc này, hoặc là chia sẻ với đồng nghiệp hay là đối tác của mình về kinh nghiệm làm việc của chính bản thân mình thì các bạn sẽ làm như thế nào? Nào, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ạ. So firstly, we are going to talk about the way that we work in a company. Hiện tại bây giờ bạn đang làm ở công ty nào? Chúng ta sẽ có cấu trúc như sau các bạn ơi. Chúng ta sẽ có một số cấu trúc như sau các bạn nhớ nhé.
While you are watching the video, you are trying to leave some comments below so that I know that you are interacting with me. Ngày hôm nay thì khi mà cô Hằng dạy, các bạn cố gắng là comment xuống dưới, một là để tương tác với cô, và hai là nếu bạn nào mà làm sai thì cô sẽ sửa luôn cho các bạn nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có một câu như sau. Tôi đã có từng làm việc trong bao nhiêu công ty ạ? Tôi đã từng làm việc trong bao nhiêu công ty? Cô ví dụ nhé, hiện tại bây giờ bạn đã làm việc cho hai công ty rồi, các bạn sẽ nói như thế nào ạ? Tôi đã từng làm việc cho hai công ty. Tôi đã từng làm việc cho hai công ty nào? Câu này rất là đơn giản ạ. Cô sẽ để các bạn khoảng tầm 1 đến 2 phút, các bạn comment cho cô cái câu đáp án dưới nha. Nào, please leave the comments below about the way that you work in two companies. Nếu các bạn đã từng làm việc cho hai công ty rồi, các bạn sẽ nói như thế nào ở trong phần tiếng Anh ạ? Nào mời các bạn translate và sau đó các bạn comment xuống bên dưới để cô có thể sửa cho các bạn nha. Nào mời mọi người ạ. Tôi đã làm việc cho hai công ty rồi, nói như thế nào ạ? Tôi đã làm việc cho hai công ty rồi. Ví dụ ở trong khi mà các bạn hướng dẫn các bạn đến một buổi gọi là job interview, for example, imagine that you are in the job interview and then interviewer is asking about how many companies have you been? How many companies have you been? And what is the answer here? Nếu các bạn đang diễn ra trong một cái buổi phỏng vấn chẳng hạn, và cái người phỏng vấn các bạn hỏi là how many companies have you been? Have you been? How many companies have you been in? Có nghĩa là bạn đã làm việc cho bao nhiêu công ty rồi, được chưa? How many companies have you been in? Bạn đã làm việc cho bao nhiêu công ty rồi, các bạn sẽ trả lời như thế nào ạ? Ok, rồi ví dụ một bạn nói như sau. I used to work for two companies. I used to work. Thì các bạn để cho cô nhé, cái từ work ở đây đã used to, thì sau work để ở nguyên thể các bạn ơi. Chúng ta sẽ dùng câu này là I used to work for two companies. I used to work for two companies. Câu này mang nghĩa là tôi đã làm việc cho hai công ty. Nhớ là company mà các bạn đã sử dụng là hai thì các bạn sẽ để companies nhé. Mọi người nhớ cho cô nhé, không đọc là company đâu ạ. Companies, companies. Được chưa mọi người? Ghi nhớ là chúng ta phải sử dụng là companies. Ok? Now again nha các bạn ơi, chúng ta sẽ again một lần nữa này. Cô nói lại một lần nữa này. I used to work for two companies. Là trước đây tôi đã từng làm việc cho hai công ty. Tức là bây giờ chúng ta giống như là các bạn đang unemployed. Unemployed. Còn nếu ví dụ là từ trước đến giờ mình đã làm việc và phục vụ được hai công ty rồi, các bạn sử dụng cho cô hiện tại hoàn thành là đúng nhất nha các bạn ơi. Hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ sử dụng như sau này. I have been working for two companies. Hoặc là I have worked for two companies. Được chưa? Nếu mà bạn nào sử dụng từ already cũng được nha các bạn. Nào nhắc lại một lần nữa này, cô Hằng sẽ nói lại câu này như sau nhá. I have been working hoặc I have worked for two companies. I have been working for two companies. I have been working for two companies. Hoặc đơn giản các bạn sử dụng hiện tại hoàn thành, không cần hoàn thành tiếp diễn cũng được. Nhớ là company, cái đuôi của nó sẽ là E này, E ngắn ESC nhá. Vì một số bạn này là company E dài thêm S là không có đúng ạ. Đấy chưa mọi người, vậy bây giờ cô Hằng sẽ có hai câu như sau nhé mọi người ơi. The first one is I have been working for two companies. Hoặc I have worked for two companies. Tôi đã làm việc cho hai công ty rồi. Đấy chưa ạ? Tôi đã làm việc cho hai công ty rồi. Rồi nhá, vậy câu này rất là đơn giản. Cô sẽ repeat lại hai câu này để các bạn cùng có thể nhìn được cô nhá. Ở đây cô có phần comment, nếu bạn nào chưa nhìn thì các bạn có thể nhìn được đấy ạ. Nào nhắc lại này. I have been working for two companies. I have been working for two companies. Hoặc I have worked for two companies. I have worked for two companies. Được chưa ạ? Ok. Đây. Nếu bây giờ mình không làm nữa thì mình sử dụng quá khứ đơn được không? Chính xác rồi, nếu mà hiện tại bây giờ em là người mà đã không còn làm việc nữa, giống như kiểu bây giờ em đang bị thất nghiệp ạ, các bạn sẽ sử dụng luôn cho cô là I worked for two companies. Hoặc sử dụng cấu trúc I used to work. I used to work. Trước đây tôi làm đúng không ạ? Trước đây tôi làm I used to work for two companies. I used to work for two companies. Ok? Để cho mọi người ơi. Được chưa ạ? Rồi, vậy bây giờ nha, cô sẽ sử dụng một lần nữa nha. Cái này không phải là quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Have been working là hiện tại hoàn thành tiếp diễn mọi người ạ.
Đây là hiện tại hoàn thành tiếp diễn nha. Now let me explain again and then repeat two sentences for you. I have been working for two companies. In this sentence, I'm using the present perfect tense. Ở đây các bạn nhớ là phần present perfect continuous tense là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. And the second way of saying out loud this sentence is I have worked for two companies. Tôi vừa mới làm việc cho hai công ty, tức là bây giờ chúng ta cũng vừa mới làm xong. Không cần phải thể hiện nó là đã làm gì rồi, vẫn là hiện tại hoàn thành. Sử dụng câu này là I have worked for two companies. Được chưa ạ? Rồi phần tiếp theo các bạn có thể sử dụng câu nữa. Nếu mà bạn đang là một người thất nghiệp, các bạn sẽ sử dụng câu trúc I used to work for two companies. I used to work for two companies. Được chưa mọi người? Ok chưa ạ? Rồi, nào, vậy bây giờ nha, cô sẽ phần chúng ta sẽ move on đến phần tiếp theo nha. Bây giờ muốn nói là tôi đã tốt nghiệp trường nào đấy, và các bạn ghi luôn trường của mình ra nhá. Các bạn sẽ có cấu trúc như thế nào ạ? Tôi tốt nghiệp trường nào đấy vào năm 2010 chẳng hạn. Tôi tốt nghiệp trường nào đấy vào năm 2015 chẳng hạn. Các bạn thử comment cho cô cái câu đấy ra nhá. Nào, mời các bạn comment xuống dưới nào. Now please comment your answers below so that I know that you are watching and interacting with me. Các bạn cố gắng là các bạn comment xuống dưới này. Vì khi mà các bạn comment xuống thì cô sẽ nhìn được cái phần comment của các bạn đấy các bạn ạ. Okay, so try to leave your comments below, please. Các bạn cố gắng là leave comments below. Cố gắng là để cho cô cái câu trả lời để cô nhìn nhá. Xin mời các bạn nào. Bạn tốt nghiệp trường nào vào năm bao nhiêu ạ? Bạn tốt nghiệp trường nào vào năm bao nhiêu? Xin mời mọi người, xin mời mọi người. Okay, I graduated from Pittsburgh High School in 2016. Very good. I graduated from ABC University in 2005. Now, what's more? Các bạn khác comment đâu ạ? Ví dụ, I graduated from HD College in 2019. I graduated from Lê Quý Đôn High School in 2016. Good. Tôi tốt nghiệp từ trường Lê Quý Đôn High School, là trường cấp 3 Lê Quý Đôn à? Rồi nào, những người khác đâu ạ? Xin mời các bạn nào, tiếp tục với cô nào. Xem là các bạn đang làm đến đâu ạ. Ok, cô đã nhìn thấy một số phần comment ở đấy rồi. Mời các bạn comment tiếp xem nào. Phần comment này, ví dụ như một bạn nói là I graduated from PVD University in 2020. Ok, tức là tôi đã tốt nghiệp khỏi cái trường là PVD vào năm 2020, tức là vừa tốt nghiệp à em? Đã tốt nghiệp chưa? Bây giờ mới là thời gian đầu năm thì đã tốt nghiệp hay chưa nhỉ? I graduated from Tây Nguyên University. Okay. I graduated. Trần Quỳnh ơi, phần comment của em có vấn đề là từ graduated em đang viết sai chính tả nha. I graduated from Hutech University in 2012. Good. I graduated from Academy of Finance University. Cái từ này Tuyết Mai Phạm có nói là cái gì nhỉ? Cái trường đấy chính xác dịch ra là Học viện Tài chính đúng không em? Học viện Tài chính nó là Academy of Finance luôn. Academy of Finance. Academy of Finance không có university nữa, bởi vì là học viện thì thôi không có university nữa nhá. Được chưa mọi người ơi? Ok, nào bây giờ cô như sau. I graduated from NT University since 2010. Good. I graduated from Hanoi College of Commerce in Tourism. In Tourism in 2019. Cao đẳng du lịch Hà Nội, đúng không ạ? Cao đẳng du lịch Hà Nội, đúng không ạ? Rồi, tất cả các bạn mà đang xem live stream, các bạn comment xuống dưới để cô có thể xem cái phần writing của bạn đến đâu ạ. Rồi nào, các bạn ơi, tiếp tục đi nào. Hiện tại bây giờ bạn đã tốt nghiệp trường nào, các bạn sử dụng cấu trúc graduated from in cái gì đấy rất tốt ạ. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc graduated from in. Ví dụ tôi tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào năm 2015, các bạn có thể nói I graduated from National Economics University. National Economics University in 2015. I graduated from National Economics University in 2015. Đấy ạ, các bạn nhớ cho cô từ là từ from, không đọc là form nha, bởi vì lý do đây là từ from, not from. Cô nhắc lại một lần nữa này, chúng ta có câu như sau. I graduated from National Economics University. I graduated from National Economics University. I graduated from
National Economics University. Ok, cái này mang nghĩa là trường Đại học Kinh tế Quốc dân in 2015, và năm 2015. Đấy là ví dụ, các bạn có thể sử dụng câu đấy nhá. Hoặc có một số bạn đang comment như sau này. Comment của em như sau: I graduated from Da Nang University of Education in 2018. Tôi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vào năm 2018. Rất tốt ạ. Nào, những người khác đâu ạ? Okay, so there are a lot of ways of saying about your education. Có rất là nhiều cách để các bạn có thể nói được về phần education của mình, đúng không ạ? Vậy bây giờ cô cho các bạn một công thức nữa để các bạn có thể nói với cô luôn nhé. Tôi đã lấy bằng từ cái trường gì đấy, các bạn sử dụng cấu trúc I obtained my degree from. Cô nói nhầm, I obtained my degree from, hoặc là at. I obtained my degree at cái gì là University of College. Đấy là tùy các em nha. Các bạn nhìn vào phần comment của cô Hoàng này. Cô nhắc một lần nữa nha, câu của chúng ta như sau này: I obtained my degree at University or College. Đấy là tùy các em, các bạn có thể nói cái tên của mình vào nhá. Cô câu như sau này: I obtained my degree at National Economics University. Ok. Nào, bây giờ nói như thế nào đấy các bạn ơi? Mời các bạn ạ. Cô sẽ nói lại như sau nhé mọi người. Nào, cô Hoàng sẽ nói lại như sau này. Câu của cô Hoàng như sau ạ. I obtain, động từ obtain nó nghĩa là lấy cái gì đấy. I obtain degree at, cộng với lại một động từ hoặc là danh từ, đấy là tùy các bạn ạ. Sau at thì các bạn sử dụng là động từ dạng vật ing. Còn nếu các bạn sử dụng danh từ, các bạn sử dụng danh từ với tên riêng cũng được nha. Ví dụ I obtain my degree at Đại Nam University in 2014 chẳng hạn, đúng không ạ? Là tôi đã tốt nghiệp và lấy bằng của trường Đại học Đại Nam vào năm 2014. I obtained my degree at Đại Nam University. Very good. Rồi, những người khác đâu ạ? Mời các bạn nào, mời các bạn ạ. Cô sẽ đợi các bạn trong vòng 2 phút nha. Các bạn có thể comment cho cô với cấu trúc này. Các bạn comment xuống này. Cấu trúc như sau: I obtained my degree at University in 2014 or 2018. Đấy là tùy mọi người nha. Đưa cho cô thông tin nha. Nào các bạn ơi, please leave your comments below. Các bạn hãy comment xuống dưới để cô có thể nhìn được phần comment của các bạn nào. I obtained my degree at. I obtained my degree at. Đấy chứ à? Rồi, bây giờ Hoàng sẽ có câu như sau và bắt đầu đọc phần comment của các bạn ở dưới này. Ok, I graduated or I obtained my degree at Đại Nam University. Good. Tiếp tục ạ. I obtained my degree from Đà Nẵng University. Good. From Đà Nẵng University. From Đà Nẵng University or Cần Thơ University in 2004. In 2004. Good. I obtained my degree at National Economics University or Hanoi Universities of Science and Technology in 2014. Tôi đã tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2014 ạ. Các bạn sẽ sử dụng câu là I obtained my degree at Hanoi University of Science and Technology in 2014. Đấy chứ ạ? Rồi nha, vậy câu này không khó với các bạn đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục các bạn ơi. Chúng ta có câu như sau này. Câu của chúng ta là tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình. Tôi muốn tìm một công việc mà phù hợp với bằng cấp của mình. Các bạn sẽ sử dụng câu như thế nào ạ? Nào, câu tiếng Việt của cô Hằng như sau nhá. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình. Trước tiên là cô sẽ để cho các bạn một chút thời gian là các bạn có thể tự dịch nha. Sau đó cô Hằng sẽ giúp đỡ các bạn ạ. Nào, tôi muốn tìm một công việc mà phù hợp với bằng cấp của mình. Okay, so I want to hear a lot of your comments here. Nào, mời các bạn ơi, các bạn comment xuống xem nào. Là cái phần này của chúng ta đã. What is your answer here in the translation of this? Mời các bạn cùng có comment xuống dưới đây ạ. Nào, các bạn comment xuống dưới đi ạ. Mời mọi người hãy comment xuống để cô có thể nhìn đến phần comment của mình về câu tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình ạ. Nó như thế nào đây? Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình.
Now, everyone, please help me with the translation in the comment, please. Các bạn cố gắng là comment xuống dưới nào để cô biết được là các bạn đang nói như thế nào ạ. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình ạ. Nhớ là các bạn sẽ phải đảm bảo về phần grammar đấy nha các bạn ơi. Vì khi là các bạn nói, các bạn để ý cho cô này. Ví dụ trong câu là, nếu các bạn nói là I want to find a job suitable to my degree. Vậy câu đấy sai rồi, nó không nói như vậy rồi. Chúng ta sẽ không dịch word by word như vậy ạ. Now, xong chưa nhở? Xong chưa nhở? Ok, nào cô sẽ thấy một số bạn vừa mới comment xuống đây bây giờ nào. I am going to read your comments here. Now, the first one. I want to find the job so that it's suitable with my degree. No, it's not a good one. It's not a good one. Because you are going to use that so that. Các bạn nhớ cấu trúc so that mang nghĩa là chỉ mục đích ạ. So that là chúng ta thường để là nói là để làm gì đấy. Các bạn sử dụng so that nha. I like a job that is consistent with my degree. Cũng được. Ok, câu này ổn rồi. I want to look for a good occupation same with my license. Ok, okay, same ở đây các bạn để cho cô với một từ ạ. Các bạn nhớ nhá, same để nó giống là một tính từ đúng không ạ? Nếu mà tính từ các bạn để nó chơi vơi đúng một mình như thế kia là không có được rồi. I want to find a job that suits my degree. Very good. That is a good one. I want to find a job that suits my degree. I want to find a job that suits my degree. Very good. I like to a job. Không có nhỏ, không có nói là like to a. Các bạn nhớ cho cô đã like là like cái gì luôn nhá. I like a job. I like a job. Không có I like to a cái gì đấy cả. Mọi người nhớ cho cô là như vậy ạ. Không có I like to a linh tinh ạ. Bởi vì khi mà các bạn nói như thế là nó sẽ vừa ghép cả cái này xong sang cái kia. Các bạn nhớ cho cô là bình thường thôi. Ví dụ các bạn có thể là I wanna find a job hoặc là I want to find a job. Đấy là tìm mình. Còn nếu các bạn đã nói là want something là want luôn, không có sử dụng to nhé mọi người. We don't have to use the to here. I wanna look for the job which is suitable with my field. Cái từ field cũng được nhé. Các bạn sử dụng được cái từ field ở đây mang nghĩa là cái lĩnh vực gì đấy cũng được. Tuy nhiên thì khi mà mình muốn nói là cái chuyên ngành hoặc là bằng cấp của mình, các bạn có thể sử dụng hai thứ. Một là từ degree, hai là từ certificate. Và ba, chúng ta một từ nữa là từ major. Mọi người có biết từ major không ạ? Major mang nghĩa là chuyên ngành nha mọi người ơi. Cô nhắc lại một lần nữa này, chúng ta sẽ có ba cách nói này. Tôi muốn tìm một công việc làm để thế nào mà nó phù hợp với lại một bằng cấp, các bạn sử dụng từ degree. Từ thứ hai, the second word is, the second word is certificate, certificate, and the last one is major. Được chưa? Có ba từ nhá. Bạn nào mà có thể comment được cho cô ba từ này xuống dưới này, please try to finish your comment below. The first one is degree. The second one is, the first one is degrees. The second one is certificate, certificate, and the last one is major, major. Okay, so try to finish your comment with three words: degrees, degrees, certificates, certificates, and major, major. Đấy, chúng ta sẽ có ba cái. Vậy tôi muốn tìm một công việc mà phù hợp với chuyên ngành của mình thì chúng ta có thể sử dụng cả ba cái đấy, chuyên ngành hoặc bằng cấp đều được nhá. Xong chưa ạ? Rồi, cũng là thấy các bạn comment được rồi, rất hay rồi, phần comment very good. Được chưa ạ? Còn gì nữa không nhỉ? Rồi, được chưa? Rồi, ở đây một bạn nói không các bạn đã không sử dụng từ job mà bạn đã sử dụng hai từ, một là từ career, career, và hai là từ occupation, rất tốt ạ. Từ career và từ occupation cũng được hiểu là công việc của mình mọi người nhé. Công việc là sự nghiệp ấy, thực tế là các bạn sử dụng là công việc hay là sự nghiệp đều ok. Rồi nào, tiếp tục nào. Degree, very good. Degree, certificate and major. Degree and certificate and major. Rất là hay ạ. Rồi, bạn nào mà vừa finish three words in your comment, they are all correct. Những bạn nào mà như thế là các bạn đã làm được rồi đấy ạ. Certificate, degree and major. Rất tốt. Nào, vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau nha. Tôi có câu như sau ạ. Được chưa? Nào, bây giờ cô sẽ nói lại câu này cho các bạn nhé. Từ thứ nhất của chúng ta là từ major. Từ thứ hai của chúng ta là từ degree.
Từ thứ ba là từ certificate. Certificate. Nhanh hơn là certificate. Certificate. Được chưa? Các bạn làm được chưa? Rồi, một số bạn thì còn nói là tôi sử dụng từ job hay là từ occupation hay là từ career thì có được hay không? Cô nói luôn là ba từ đấy các bạn có thể sử dụng lẫn cho nhau được. Ba từ đấy chúng ta có thể sử dụng lẫn cho nhau được. Because you know that in English, we often try our best to avoid repetition in English because we cannot use one word all the time, right? Trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ phải tránh cái lỗi đó là lỗi repetition. Trong phần repetition có nghĩa là gì ạ? Các bạn sẽ phải tránh cái lỗi làm thế nào để không nói lặp đi lặp lại một từ, lặp đi lặp lại một từ, nghe nó rất là boring đúng không ạ? Và nó rất là repetitive, liên tục lặp đi lặp lại. Thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng các từ khác nhau với nghĩa tương đương cho cô ạ. Cái này giống như kiểu là synonyms trong tiếng Anh. Synonyms mang nghĩa là synonyms, là từ đồng nghĩa. Vậy các bạn ngoài cái việc sử dụng job thì chúng ta có thể sử dụng một từ nữa là từ occupation hoặc là từ career. Job, occupation and career. Job, occupation and career. Được chưa? Ba từ đấy đều mang nghĩa là công việc của mình, sự nghiệp của mình. Công việc và sự nghiệp của mình. Được chưa? Ok mọi người ơi. Rồi, ví dụ bạn Trinh có nói là I want to find a job that suits my degree. Tôi muốn làm một công việc mà có thể phù hợp với lại cái bằng cấp của tôi. Đã, cô nhắc lại một lần nữa nhá. Câu của chúng ta như sau nhá. I want to find a job that suits my degree. I want to find a job that suits my degree. Your accent is very good. Okay, rồi cảm ơn em nha. I want to find a job that suits my degree. Tôi muốn tìm một công việc mà nó phù hợp với bằng cấp của mình ạ. Okay, good. I want to find a job that suits my degree. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp của mình. Đây nha, cô gõ lại cho các bạn con này này. Các bạn sử dụng job với that hoặc là which với đại từ sở hữu của đại từ quan hệ của nó cũng vẫn được nha. Suits, phù hợp, my degrees, hoặc là certificate. Không sử dụng nó thì các bạn sử dụng từ major như cô vừa nói ạ. Tôi muốn tìm một công việc phù hợp với bằng cấp hoặc là chuyên ngành của chính mình. Cô có comment xuống dưới này để mọi người nhìn nha các bạn ơi, nhìn vào phần comment của cô nha mọi người. Cái phần mà các bạn nói về cái bình luận các bạn có thể đọc là comment. Comment. Try to comment down or try to comment below. Chứ các bạn đừng đọc là comment nha. Bởi vì lý do chúng ta sẽ có trọng âm của từ đấy là thứ nhất, comment, comment. Ok, rồi nào, cô nhắc lại một lần nữa nhá. We have the word and the sentence. I want to find a job that suits my degree. I want to find a job that suits my certificate. Or I want a job that suits my major. Xong chưa? Tiếp tục chúng ta sẽ có ba từ, đó là từ job, career and occupation, đều mang nghĩa là công việc ạ. Các bạn có thể sử dụng ba từ này lẫn cho nhau trong trường hợp các bạn không muốn lặp đi lặp lại một từ nào đấy ạ. Trong trường hợp không muốn lặp đi lặp lại một từ nào đấy, các bạn sử dụng từ này nhé. Được chưa mọi người ơi? Nào, mọi người đã xong chưa ạ? Phần này thực tế là không khó với các bạn đúng không ạ? Cô thấy là rất nhiều cao thủ khi mà các bạn comment ở đây là các bạn làm đúng rồi đây này. Phần comment các bạn khá tốt ạ. Okay, now let's move on. We have another point like tôi có thể làm việc với lại cái cường độ rất là cao. Làm việc với áp lực cao, xin lỗi ạ. Cô tôi có thể làm việc với lại tôi có thể chịu đựng, thực tế là cô chịu đựng. Tôi có thể có khả năng làm việc với áp lực rất là cao và làm trong team kết hợp với những người khác ạ. Vậy câu đấy của bạn sẽ nói trong tiếng Anh như sau nhá. I have the ability to work under pressure. I have the ability to work under pressure. I have the ability to work under pressure. Nào, mời các bạn comment cho cô cái câu mà cô vừa đọc nhé. I have the ability to work under pressure. I have ability to work under pressure. I have the ability to work under pressure. Nào, cô sẽ đợi các bạn trong vòng 2 phút nha. Mời mọi người cùng comment cho cô câu đấy nào. I have the ability to work under pressure. I have the ability to work under pressure.
Nào mời các bạn comment cho cô câu đấy nào. I'm reading your comments, so try to note it down. Mời các bạn comment xuống nào để cô nhìn thấy cái phần của các bạn nào. I have the ability to work under pressure. What is that? Come on. Mời mọi người nào. I have the ability to work under pressure. Ok, rồi cô thấy các bạn làm rất là nhanh đúng không ạ? I have ability to work under pressure. Vậy cái đấy cô đọc hơi nhanh một chút, nó có sẽ có một số cái được gọi là phần nối âm linking sound. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có một số cái như sau để các bạn take note lại với cô này. So we have some points for you to pay attention to. The first one, I have ability, đúng không ạ? Thì cô sẽ thấy là các bạn sẽ thấy là I have the ability. Cái chữ the này các bạn sẽ phải đọc là the đúng không ạ? Các bạn không thể có không có chữ the cũng được nhá, không có vấn đề gì cả. Các bạn sẽ đọc là I have the ability hoặc I have ability là được, được chưa? To work under pressure, work under pressure, được chưa? Work under pressure. Thì chỗ này chúng ta sẽ có phần nối âm là từ work với từ under đi với nhau, thì sẽ thấy nhanh hơn là work under pressure. Work under pressure, cụm từ work under pressure mang nghĩa là làm việc dưới áp lực cao. Làm việc với áp lực cao đó, được chưa? I have the ability to work under pressure. I have the ability to work under pressure. Ở đây mang nghĩa là tôi có khả năng làm việc. Cô ghi cả cái phần này ra phần comment để các bạn dễ nhìn nhá. Tôi có khả năng. Tôi có khả năng làm việc với áp lực cao. Rất tốt ạ. Tôi có khả năng làm việc với áp lực cao. Tôi có khả năng làm việc với áp lực cao. Được chưa? Tôi có khả năng làm việc với áp lực cao. Xong chưa mọi người? Nào, vậy bây giờ cô sẽ nói lại câu này nhá. I have the ability to work under high pressure or under pressure là được rồi. I have the ability to work under pressure. Các bạn nhớ cho cô từ này của chúng ta, cái từ áp lực á. Chúng ta không sử dụng từ này là pressure. Cô thấy nếu mà một số bạn mà đang chưa học Cô Hoàng hoặc đọc vậy là các bạn chưa phải là học sinh của Cô Hoàng ấy, thì khi các bạn đọc là các bạn đọc theo cảm tính một chút đúng không ạ? Khi các bạn học thì các bạn thường nói là pressure vì các bạn thấy là nó giống như cái từ sure đúng không ạ? Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ có câu như sau nha. I have the ability to work under pressure. Ok, ở đây cô có thiếu một chữ to đúng không ạ? Cô xin lỗi nha. Bởi vì cô copy cái phần comment của các bạn ở bên dưới. Nào, bây giờ cô sẽ gõ lại cho các bạn nhé. Câu này chúng ta có to. Mồm cô đọc là có to, mà khi gõ thì thiếu. Nào, nhắc lại một lần nữa nhé. I have the ability to work. Cái từ to này không đọc là to, mà chỉ đọc là to thôi. Vì nó là dạng nhẹ đúng không ạ? Chúng ta sẽ đọc cái âm swa. Âm này rất là nhẹ. To work under pressure. Từ này không đọc là pressure. Bởi vì lý do âm này là âm sure. Âm này các bạn sẽ thấy là nói dâng giống như là một nửa chữ or và một nửa chữ thôi đúng không ạ? Đọc từ này là sure. It's not a problem for me to work under pressure. Hoặc là I have the ability to work under pressure. Câu này mang nghĩa là tôi có khả năng làm việc với áp lực cao. Xong chưa? Ok. Rồi, vậy bây giờ câu tiếp theo của bạn nha. Các bạn ơi, tiếp tục nha. Các bạn đọc cho cô từ này nha. Đầu tiên chúng ta có từ là từ pressure. Vậy âm này là âm sure nặng. Chu miệng lên nha các bạn. Sure. Đúng không ạ? Pressure. Vậy khi mà nói các bạn cố gắng là chu miệng nó một chút xíu vì nó sẽ liên quan đến phần âm của mình nghe nó sẽ hay hơn ạ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nói lại cả câu nhé. I have the ability to work under pressure. Nào, bạn đã thực hành nói được từ pressure này 3 đến 5 lần rồi các bạn comment lại cho cô nha. Các bạn comment xuống dưới này. Cái phần này ạ, cố gắng là comment để chúng ta quen được cái cách viết của nó nhé. Writing skill của các bạn ấy ạ. Ok, so try to comment your word pressure below. So that I know that you can do it at least 5 times in pronunciation. Các bạn cố gắng là comment cho cô ít nhất là 5 lần để cô biết là các bạn đã hoàn thành phần đọc này rồi nhá. Nhắc lại một lần nữa này. Pressure. Đúng chưa? Rồi, xong chưa? Đấy, cô thấy các bạn đều làm khá tốt đấy ạ. Pressure.
Pressure, đúng rồi, đừng đọc pressure nữa nha. Ok, cô Hằng cho em hỏi lớp của cô ạ. Hiện tại bây giờ cô Hằng đang có các lớp online dành cho các trình độ khác nhau, đặc biệt là các bạn muốn cải thiện về kỹ năng nghe nói này, phản xạ này, phục vụ cho cuộc sống này, công việc này, và muốn kiếm tiền thì các bạn cứ inbox cho cô Hằng để cô Hằng có thể tư vấn cho các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì cô chưa trả lời được ngay, các bạn gửi cho cô về phần personal messages thì tẹo nữa cô sẽ trả lời các bạn ạ. Các bạn inbox cho cô nhé. Ok, rồi tiếp tục nào, chúng ta sẽ có câu như sau này. Câu của Hoàng như sau, các bạn nghe thật kỹ nha. I'm not afraid of new duties. I'm not afraid of new duties. I am an eager learner. Ok, nhắc lại nha. Thôi một câu một này. I'm not afraid of new duties. I'm not afraid of new duties. Các bạn nghe được câu đấy không ạ? Is it clear for you to understand and listen to what I'm saying? I'm not afraid of new duties. 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 Okay. Nào, các bạn đã làm xong chưa? I'm not afraid of new duties. I'm not afraid of new duties. Duties không phải là công việc mới đâu các bạn. Duties. Chúng ta dịch câu từ duties này là gì ạ? Nghe nha các bạn ơi, listen to me carefully and then you have to pay attention to the ending sounds. Trong phần này cô Hằng đang đọc rất là chậm và các bạn cố gắng tập trung vào cái phần ending sound của Hằng nhá. Cô nói là I'm not afraid of new duties. Đó chứ không phải là duty đâu ạ. Cô đọc là duties, có nghĩa là nó đang ở dạng danh từ số nhiều đúng không ạ? Vậy chắc chắn nó không phải là đuôi y dài rồi. Lúc này các bạn sẽ phải sửa lại cho cô nha. I'm not afraid of new duties. Ok, trong cái từ này các bạn hiểu duties bằng cái từ task. Đấy mang nghĩa là nhiệm vụ mới, đúng không ạ? Tôi không bao giờ sợ hãi những cái nhiệm vụ mới. Tức là tôi là một người nhạc gì tôi cũng nhảy được, đúng không ạ? Vậy trong trường hợp này các bạn sẽ thấy nhá, câu của chúng ta sẽ như sau. I'm not afraid of new duties. Đấy chưa ạ? Tôi không sợ những nhiệm vụ mới. Tôi không sợ những cái nhiệm vụ mới. Very good. Rồi bạn nào mà comment xuống dưới thì các bạn có thể nhìn lại cái phần bài của cô nha. Cô vừa nói bên trên đây, cô sẽ gọi lại các bạn này. Vậy có rất nhiều người khi mà người ta làm việc trong công việc, người ta là một passive employee, mang nghĩa là những người mà rất là bị động và thụ động, đúng không ạ? Thì người ta không thích nhận cái nhiệm vụ mới đâu ạ. Người ta chỉ thích là blah blah blah, every day is the same and they don't want to be assigned the new tasks or new duties. Vậy ở đây nói là I'm not afraid of new duties, có nghĩa là tôi không sợ, tôi là người không sợ những cái nhiệm vụ mới. Very good, đúng rồi. Cô thấy các bạn làm rất là tốt đấy ạ. Cô nhắc lại nhá, từ duties bằng từ task. Task. Duty bằng với task. Các bạn biết cái từ task rồi đúng không ạ? T-A-S-K. T-A-S-K. Cái từ đấy mang nghĩa là nhiệm vụ. Xong chưa? Nào tiếp tục nha. Câu tiếp theo của cô Hằng này các bạn nghe và thử xem cái câu đấy cô đang nói về cái gì nhá. Nào, please listen to me carefully and then try to guess what I am saying and what is its meaning. I deal with difficult situation and people perfectly. I deal with difficult situations and people perfectly. Again, I deal with difficult situations and people perfectly. I deal with difficult situations and people perfectly. Nào, ví dụ một bạn đang đi phỏng vấn xin việc đúng không ạ? Imagine that you are in the job interview and the examiner asks you, what is your strength? And you answer, I deal with difficult situations and people perfectly. Tưởng tượng là bây giờ mình đang đi phỏng vấn xin việc đúng không ạ? Và cái người examiner là cái người cái phỏng vấn mình ấy, interviewer của mình ấy, người ta mới nói câu là what is your strength? Cái thế mạnh của em là gì? Em trả lời câu I deal with difficult situations and people perfectly. Vậy câu đấy các bạn sẽ xem nghĩa của nó sẽ là gì ạ? I deal with difficult situations and people perfectly. Nào bây giờ cô sẽ đọc thật chậm cho các bạn trong vòng 3 lần nha, 3 lần. I deal with difficult situations and people perfectly. I deal with difficult situations and people perfectly. I
I deal with difficult situations and people perfectly. Nào, mời các bạn xem nào. I deal with difficult situations and people perfectly. Vậy các bạn để ý cho cô nhé, cái từ situation ở đây cô đang để ở số nhiều nha mọi người ơi, bởi vì chúng ta sẽ thấy là cái từ and nó sẽ đi với A and B, và thường A là danh từ số nhiều thì B cũng là danh từ số nhiều nhé, thông thường sẽ là như vậy ạ. Vậy các bạn sẽ thấy ở đây có từ people đang là danh từ số nhiều rồi, thì chúng ta sẽ có từ situations cũng là số nhiều nhé. Nào cô nói lại này, I deal with difficult situations and people perfectly. Rồi, cô thấy hầu như đến 80% các bạn làm đúng ạ. Chỉ có một số bạn gõ sai chính tả khá nhiều thôi. Các bạn ghi nhớ nhá. When you are learning with me through the live streaming video like this, try to leave the comments below so that I can read them out loud. And then I can notice your failure or your incorrect words. Các bạn cố gắng là khi mà xem live stream của cô Hằng ấy, thì chịu khó các bạn leave comments below, hãy comment xuống dưới để cô biết rằng là những cái phần đấy các bạn làm đúng hay sai nha. Một chỗ nào sai thì cô sẽ nhắc các bạn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có từ deal, từ này là D-E-A-L, đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ thấy là từ này chúng ta sẽ đọc là deal, 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 không đọc là deal, đọc là deal. Ok, vậy ở đây hiểu là I deal with difficult situations, I deal with difficult situations and people perfectly. Câu này dịch là tôi có thể giải quyết các tình huống khó khăn hoặc là làm việc với con người một cách rất là hoàn hảo, tuyệt vời, đúng không ạ? Tôi có thể làm việc hoặc là đối mặt cũng được ạ. Các bạn dịch là đối mặt là tốt rồi đấy ạ. Tôi có thể đối mặt với những khó khăn hay là những cái con người khó, ví dụ khách hàng khó tính chẳng hạn, đúng không ạ? Một cách rất là tuyệt vời. Tôi có thể đối mặt được với khách hàng này hoặc là những trường hợp khó khăn một cách rất tuyệt vời. Cách dùng từ deal thì từ deal with mang nghĩa là solve something or solve problem thôi em. Từ deal, deal ở đây mang nghĩa là giải quyết cái gì đấy. Nhắc lại một lần nữa nhá, deal with ở đây bằng nghĩa với từ solve, solve a problem or resolve a problem, đúng không ạ? Deal with, được chưa? Ok, rồi vậy bây giờ các bạn đều nhìn thấy phần comment của cô rồi, bây giờ cô sẽ repeat lại câu đấy, các bạn cùng theo cô nhá. I deal with difficult situations and people perfectly. I deal with difficult situations and people perfectly. I deal with difficult situations and people perfectly. Tôi có thể giải quyết được công việc rất là perfectly. Perfectly là một cách gì ạ? Tuyệt vời. Giải quyết cái tình huống khó khăn hay là con người khó khăn một cách tuyệt vời, đúng không? Chứ không phải là các bạn bán hàng rồi đi ra cãi tay đôi với khách nha, đúng không? Thông thường mình deal with là mình giải quyết mà khéo léo, là mình đối mặt một cách khéo léo, đúng không ạ? Xong chưa mọi người ơi? Rồi, câu tiếp tục nha. Một bạn hỏi cô là từ deal with mang nghĩa thỏa thuận cũng nghĩa khác à? Thì thực tế cái từ deal with là giải quyết hay là thỏa thuận đấy thì nó cũng giống như nhau đấy em, nghĩa của nó gần gần giống nhau. Nhớ nhá, thì các bạn có thể sử dụng cái từ đấy cho cô nha. Deal with bằng cái từ solve something or solve the problem. Ok, rồi tiếp tục nào các bạn ơi, chúng ta sẽ có câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo của cô Hằng đây ạ, bây giờ các bạn nghe nha. I am an organized and punctual person. I am an organized and punctual person. Nói lại một lần nữa nhá. I am an organized and punctual person. Tiếp tục lại là một điểm về cái phần strength của mình, đúng không ạ? Nào, một bạn hỏi em là what is your strength? Hoặc là what are your strengths? Mà nghĩa là cái điểm mạnh của em là những cái gì? Thì mình có thể trả lời là I am an organized and punctual person. Ok, so please comment what you are hearing here. Ai mà đang nghe được cái gì bạn comment xuống dưới cho cô xem nào. I am an organized and punctual person. I am an organized and punctual person. Cho các bạn 2 phút nha. Now, I am an organized and punctual person. I am an organized and punctual person. Come on. Chưa có nhiều người làm được nào. Mời các bạn comment xuống cho cô đây. Các bạn ơi, comment xuống nào. I am an organized and punctual person. Now, in this sentence, I am looking forward to see all your answers in the comments. So try to make it down. Các phần này cô đang rất mong nhìn các bạn. Gõ các phần câu trả lời của mình xuống phần comment cho cô xem nào.
Rồi, vậy các bạn nhận ra ở đây chúng ta đang cần một cụm danh từ đúng không ạ? Khi chúng ta nói là organized and punctual person, vậy cụm từ unorganized and punctual person là một cụm danh từ. Đúng chưa? Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Chúng ta đang có một cụm danh từ ở đây. Vì nó là một cụm danh từ có nghĩa là organized nó đang ở dạng gì ạ? Organized đang ở dạng tính từ chứ đúng không ạ? Tính từ đi với danh từ đúng chưa? Organized and punctual person. Vậy từ organized ở đây phải có đuôi ed các bạn ạ. Unorganized person, unorganized person. Đấy ạ. Ngăn nắp ạ, một người ngăn nắp organized là được sắp xếp rất là tỉ mỉ ạ. Kỹ càng, tỉ mỉ kỹ càng chúng ta sử dụng từ là từ organized person and punctual person. Vậy có đấy dịch là gì đây các bạn ơi? Rồi, vậy bây giờ cô sẽ giải thích luôn câu này nha. I am unorganized and punctual person. Person viết sai chính tả nhiều thế. Mời mọi người nào. Rồi, cô sẽ sửa lại, cô sẽ copy cái phần câu trả lời lên trên này cho các bạn nhớ nha. Nào, câu này của chúng ta như sau nha. Các bạn có thể nhìn vào phần comment của cô này. Punctual cơ, chứ không phải là punctual như thế kia rồi, sai rồi. Puncture các bạn ạ, à, không phải là băng chùa đâu các bạn ơi. Câu này của chúng ta dịch là tôi là một người khá quy củ và đúng giờ. Tôi là một người khá quy củ và đúng giờ. Các bạn sẽ có câu I am an organized and punctual person. Puncture. Cái từ puncture ở đây mang nghĩa là đúng giờ. Just on time. For example, I have never been late in my life to work. I have never been late in my life to work. Tôi chưa từng bao giờ đi làm muộn. Đấy, tự hào nói như vậy đúng không ạ? Vậy câu này là I am a punctual person. Nếu mà bạn nào chưa kịp xem livestream này của cô, các bạn có thể xem lại trên trên tường của mình nhé. Các bạn có thể vào tường cô Hằng này, nhấn nút follow cô Hằng ạ, Thúy Hằng đấy ạ, và để ở chế độ xem trước, see first. Thì có mỗi lần mà cô Hằng livestream thì các bạn có thể xem lại. Ngoài ra nếu mà thực sự mình không xem được trong quá trình cô live thì các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube tiếng Anh cô Hằng Bựa. Các bạn lên YouTube có tiếng Anh cô Hằng Bựa thì nó sẽ ra nha. Các phần livestream của cô Hằng từ trước bây giờ thì toàn bộ cái phần đấy các bạn sẽ thấy là các admin đã đẩy lên sau khi cô live rồi, được chưa? Nào cô nhắc lại một lần nữa câu này nhá. I am an organized and punctual person. Tôi là một người rất là quy củ và đúng giờ. Tôi là một người rất quy củ và đúng giờ. Các bạn hiểu từ organized là quy củ và punctual, punctual có chữ L đó, punctual là một người đúng giờ, được chưa? I am an organized and punctual person. Rồi. Now, one more thing. Problematic situation never scared me. Problematic situations never scared me. Nào mời mọi người ạ. Problematic situations never scared me. Cô sẽ đọc lại nhé. Problematic situations never scare me. Okay, so I'm reading out loud my sentence and then you have to script them down in the comment. Bây giờ cô Hằng đang có đọc cái từ đấy ra, vậy mọi người cố gắng là viết lại nó nhá trên cái phần comment của mình để cô nhìn nhá. Problematic, problematic situations, situations never scare me. Problematic situations never scare me. Problematic situations never scare me. Được chưa? Problematic situations never scare me. Problematic situations never scare me. Ồ, có thể có rất nhiều làm và người đã làm được khoảng tầm 3 phần 4 câu này rồi. Chỉ có điều cái từ đầu tiên nghe có vẻ hơi sai. Problematic situations never scare me. Cái này dịch là gì đây? Rồi, chính xác ạ, các bạn nhớ nhá. Bởi vì ở đây chúng ta đang sử dụng danh từ nên các bạn nên để là số nhiều nhá. Cái này là các vấn đề khó chưa bao giờ làm tôi sợ. Các vấn đề hoặc là các trường hợp khó chưa bao giờ làm tôi sợ. Trường hợp hoặc là tình huống đều ok mọi người ạ. Vậy cái này dịch là các vấn đề hoặc là các tình huống khó khăn chưa bao giờ làm tôi sợ. Các tình huống khó khăn chưa bao giờ làm tôi sợ nhá. Cái này là problematic. Cái này là tính từ của từ problem mọi người ạ.
Tính từ của từ problem, các bạn sử dụng cụm từ problematic situations never scare me. Problematic situations never scare me. Các vấn đề hoặc tình huống khó chưa bao giờ làm tôi sợ. Các vấn đề hoặc tình huống khó chưa bao giờ làm tôi sợ. Được chưa? Ok, rồi nhắc lại một lần nữa nha các bạn ơi. Now, let me repeat this sentence and then you can read it from my comment. Cô Hằng sẽ đọc lại cái phần này và các bạn cũng đọc từ comment của cô nhé. Problematic situations never scare me. Problematic situations never scare me. Câu này mang nghĩa là các vấn đề hoặc các tình huống khó chưa bao giờ làm tôi sợ cả. Ok. Rồi, ok. Vậy hôm nay cô Hoàng vừa mới hoàn thành một phần ngắn ngắn cho các bạn để các bạn có thể cùng học với cô nói về phần kỹ năng về công việc và kinh nghiệm làm việc cũng như là học tập của mình. Ok, so Miss Hằng has just finished the section about saying about your working and studying experience in today's video. And I hope that I can meet you guys in the next ones. Hôm nay chúng ta học đến đây nhá mọi người. Nếu ai cần câu hỏi gì liên quan đến phần tư vấn các lớp học của cô Hoàng, hiện tại bây giờ cô đang có các lớp online. Nếu mà bạn nào cần học, các bạn inbox cho cô nha. Bye bye, see you. Chào mọi người ạ.